xin chào cả nhà đến với chuyện nước mỹ của tý nha à, hôm nay là ngày 23 tháng 5, à, thứ hai ngày 23 tháng 5 và à, à, tin tức ukraine chúng ta có một cái tin khá là quan trọng à, nó cũng nó cũng không có mang tính chất sống còn gì hết nhưng mà cái tin tức này làm cho tý cũng khá là bức xúc đó là cái việc à, mọi người cũng đã thấy những hình ảnh về hậu quả của cuộc pháo kích của những người theo chủ nghĩa dân tộc ukraine tại làng à, Belozeka vùng Kherson là bằng bom với đạn chùm. Thì uh, cái uh, cuộc tấn công này được thực hiện với sự hỗ trợ của hệ thống tên lửa phóng đa năng Uragan uh, tổng cộng là 8 quả rocket uh, không điều khiển đã được các đơn vị của lực lượng vũ trang Ukraine bắn vào khu định cư uh, của người dân ở vùng uh, ở làng Belozeka vùng Kherson. Thì uh, hậu quả của trận pháo kích này là hơn 10 ngôi nhà của dân thường bị hư hại và hai người uh, tử vong trong đó có một cháu bé là 14 tuổi và khoảng 10 người bị thương với mức độ uh, nghiêm trọng khác nhau thì cái chuyện mà trong trong chiến tranh á bom bom rơi đạn lạc á thì nó uh, không có mình không có thể nào mà tài nào mà cản lại được nhưng mà cái vấn đề ở đây là cái uh, cái cái cuộc đánh này á là cái 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 trận đánh này của uh, cái những người theo chủ nghĩa dân tộc Ukraine á, họ chuẩn bị rất là kỹ càng mà mình không hiểu là tại sao đánh vào cái khu dân cư mà trong khi ấy, từ trước giờ nga không có bao giờ mà núp ở trong dân hết nga là đem vũ khí ra cánh đồng hay là đem vũ khí ra những cái nơi trống trải để mà tấn công ukraine à, và tấn công ukraine là tấn công theo cái uh, những cái vũ khí mà được hỗ trợ chính xác mang tính chính xác cao à, tất cả những loại vũ khí mà tý đã từng up lên trên kênh của mình á mọi người thấy là khi đánh á, là đánh chính xác mục tiêu và tiêu diệt những tên chủ nghĩa dân tộc chứ không có bắn nhầm sang cái khu uh, dân cư thì uh, cái vụ uh, bún chả hôm bữa của từ lâu uh, cũng đã bị Mỹ và phương Tây đâm đâm đặt nhưng mà hiện tại thì cái đòn đánh này nó 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 đánh với uh, cái 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 bộ phóng hệ phóng tên lửa phóng đa năng Uragan là cái hệ thống mà cũng khá là tiên tiến uh, đối với mọi người đó nó cũ kỹ nhưng mà Đối với tí chiến tranh hiện đại mà hệ thống Uragan là hệ thống khá tiên tiến bởi vì tuy tuy nó không được uh, coi như là uh, cái 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 rocket này nó không được nó không điều khiển á, tức là dạng mà bắn bắn tức là bắn là rơi thẳng á thì nó cái tính chính xác nó không cao nhưng mà mình biết dân của mình sống ở đó thì mình không có bắn như vậy. Thì rõ ràng là Uh, Ukraine đang thực hiện một cái uh, kế sách mà nó không có trong 36 kế của uh, người Trung Quốc, đó là uh, tẩu vi thượng sách mà là cái kế sách này có nghĩa là ăn không được để đạp đổ. Uh, thì mình không biết có phải là lãnh đạo Ukraine đang thực hiện cái kế hoạch là ăn không được đạp đổ hay không. Nhưng mà rõ ràng là cách bắn vô tội vạ vào dân như thế này thì rất là tàn ác. Bởi vì á. Uh, Uh, tí 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 thì ở đây tí không có rõ thông tin là những cái người mà sống ở cái vực, khu vực uh, khu vực tại làng uh, Belozeka là cái người nói tiếng Nga hay là người Ukraine. Bởi vì thực tế mà nói, uh, nếu mà là bắn người nói tiếng Nga thì mình có thể nói là OK, uh, mày ghét người Nga thì mày bắn nhưng mà cái đó nó cũng là vô nhân đạo rồi. Nhưng mà uh, đằng này bắn vào cái khu vực đó thì uh, mình không rõ là có cái người mà nói tiếng, uh, tức là chỉ là nói tiếng Ukraine không hay không. Mà nếu mà như vậy thì là quá tàn ác bởi vì á. Uh, Uh, ăn không được phá cho hôi hoặc là ăn không được đạp đổ. Thực ra mà nói đây là cái cái cách lãnh đạo uh, quân đội rất là yếu kém. Bởi vì chỉ có những người lãnh đạo quân đội yếu kém mới mới có những cái đội quân ở bên cấp dưới uh, hành hành xử một cách uh, vô nhân đạo vô nhân tính như thế này. Thì tí không rõ là trong những cái ngày tới thì người nga sẽ làm gì à uh, trong cái uh, thì uh, hy vọng là những cái clip này uh, tới tới tay cái trọng tài quốc tế mà hiện tại tí cũng chẳng tin cái trọng tài quốc tế nào hết đó. Đối với tí hiện tại bây giờ Nga là, là 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 công lý cho cái việc mà tiêu diệt phát xít thôi. Chứ còn mà nói tới trọng tài quốc tế thì bây giờ trọng tài quốc tế thì uh, những cái uh, những cái đơn vị trọng tài quốc tế trên thế giới bây giờ nó rơi vào tay tư bản, tay phiệt tư bản hết rồi bây giờ tuổi nó chính tụi nó cũng làm trọng tài quốc tế luôn thì khi nào biết khi nào mới xử cái vụ Ukraine này ra công chúng đây. Thì khi mà nói tới hậu quả của trận pháo kích là 10 ngôi nhà của dân thường bị hư hại. Rõ ràng thì từ trước đến giờ mình thấy người Nga đánh ở bên Ukraine là họ đánh đánh đến đâu dọn dẹp sạch sẽ đến đó và gỡ mìn gỡ bom để chuẩn bị tái thiết cho cuộc sống của người dân thường. Nhưng mà cái việc mà đánh pháo kích 10 ngôi nhà của dân thường bị hư hại thế này thì từ hôm từ hôm nay tới giờ mình chưa có thấy một cái video ngay cả cái video tuyên truyền của người Ukraine về vấn đề mà chuẩn bị tái thiết cho người dân nga à, cho người dân Ukraine nhưng mà hiện tại thì tất cả những clip mình có được đều là những cái xe gỡ mìn và đội công binh của nga đánh đến đâu dọn đến đó ví dụ như Uh, tý đã uh, nhờ đứa em bên kênh cốm tv đã up lên cái clip mà tái thiết cho cái khu vực Mariupol và nhà máy azovstan uh, tất cả những công binh của nhà máy Mariupol và azovstan đã uh, chuẩn bị rà phá mìn và họ đang tiến hành rà phá mìn để coi như là sang bằng cái khu vực uh, azovstan và Mari ở thành phố mariopol cảng biển Mariupol để chuẩn bị tái thiết uh, cuộc sống uh, trở lại bình thường cho người dân ở tại cảng biển Mariupol còn những cái khu vực chiến sự khác thì người nga đánh đến đâu cũng vẫn tái thiết và gỡ bom mìn nó đến đó trong cuộc chiến này thì rõ ràng là khoa học kỹ thuật của nga đã giúp cho người nga không phải là đánh nhanh thắng nhanh mà là chiến thắng từ mục tiêu từ từ chậm mà chắc nhưng mà đánh đến đâu dọn dẹp đến đó chứ không có giống như cái kiểu người ukraine là là họ đánh rồi họ tàn sát dân như thế này thì là quá ác và trong số những cái ngôi nhà bị thiệt hại đó thì mình chưa có nghe người Ukraine sắp tới sẽ đền bù thiệt hại cho những cái người dân ở trong 10 ngôi 10 ngôi nhà này như thế nào nhưng mà nói về tử vong thì trong đó hai người tử vong thì có lẽ một người lớn thì không có được nhắc trong cái bản cái, cái điện tính của bộ quốc phòng mà có một cháu bé 14 14 tuổi À, rất là tội đúng không cả nhà. Bởi vì à, tại cái vùng Khe Son này á, mà nói là người dân á, họ bám trụ lại, họ yêu quê hương tổ quốc á, thì là cái chuyện đó là à, đương nhiên mình sống lớn lên ở đâu thì mình yêu yêu cái đất ở đó, đất mẹ của mình mà thì tại sao mà là bắn mà không kiên nể luôn ở trong đó có trẻ em, người già mà để cho một cháu bé 14 tuổi tử vong như thế này đây là đây là cái trận pháo kích mà được liệt kê ngay tức thì và có bằng chứng được quay lại à, bởi uh, quân đội nga chứ nếu mà còn những cái trận pháo kích khác mà không có bằng chứng thì uh, không biết là cái số tử vong mà vô tội vạ từ bữa giờ mà ukraine gây gây ra cho chính dân ukraine và những người dân ukraine nói tiếng nga ở vùng miền đông á uh, nó nó nhiều như thế nào thì uh, qua cái bài này, tí muốn đánh lên cái hồi chuông cảnh tỉnh cho những người mà vẫn còn binh vực Ukraine ở chỗ là à, mọi người ơi hãy tỉnh táo đi, bởi vì người Ukraine họ không còn nhân đạo đối với dân chính dân của họ nữa. Bởi vì họ đang thực hiện cái cái kế sách là ăn không được thì đạp đổ. Cho nên là cả, cả nhà mình à, xem cái bài này thì chia sẻ rộng rãi cho những cái người mà còn u mê, à, vẫn còn ủng hộ Ukraine và nghe những cái kênh, à, Uh, Youtube bẩn hay là những cái Youtube mà nó chỉ kiếm tiền thôi mà nó không có dựa trên những tin tức thực tế để cho mọi người biết được cái bộ mặt thật của cái bọn Ukraine này uh, cho nên là cả nhà mình chia sẻ uh, cái clip này rộng rãi để cho mọi người cùng biết uh, Cảm ơn cả nhà đã theo dõi kênh Chuyện nước Mỹ của Tý đó là cái tin tức mà cập nhật của ngày thứ hai ngày 23 tháng 5 ngày hôm nay uh, ngày hôm nay là 23 tháng 5 uh, và chúc cả nhà có một buổi tối vui vẻ bên gia đình và À, người thân à, Và Tý vẫn tiếp tục theo dõi Cái uh, kênh uh, tin tức uh, và những điện tính Của Bộ Quốc phòng đã gửi cho Tý Về cái tình hình Ukraine Và nếu có tin tức gì Tý sẽ cập nhật sớm Nhưng mà cái tin này thì khá là bức xúc đối với Tý Bởi vì uh, bắn pháo kích vào Khu định cư của người dân là một cái chuyện uh, Nó quá là vô nhân đạo luôn đó Cả nhà À, cho nên là kỳ này đã bị bắt dò chứ không phải như lần trước là như cái vụ Buncha tra là là tự dựng cảnh rồi tự trả tiền rồi thuê diễn viên rồi để tạo nên cái hiện trường giả cho nên lần trước thì à, vẫn chưa được đưa ra công luận nhưng mà người nga dĩ nhiên là họ có những cái cách họ xử lý nhưng mà lần này thì có bằng chứng là quá lộ liễu rồi cho nên là à, cả nhà cũng biết là nếu mà có bằng chứng thì khó mà có thể cải lại được à, cho nên là chỉ chỉ đợi là đến lúc mà chúng ta À, có được những cái lãnh đạo chóp bu của uh, Ukraine để mà chờ ngày đền tội thôi à, Cảm ơn cả nhà đã theo dõi nha à, Một lần nữa là cả nhà thích cái video này thì cho tí một like à, Nhớ là đăng ký và bình luận uh, sôi nổi bên dưới giúp tí nha Để cho kênh tí được đề xuất Cảm ơn cả nhà rất là nhiều Bye